Hôm nay mình làm chả trứng cá chép nha anh em, đổ chả trứng gà, trứng cá chép nha. Đó, nhìn rồi, đó, cả trứng, ba trứng gà, một buồng trứng cá chép. Nhìn coi, hướng nhà bếp về chị Đại làm. Nhìn thấy hấp dẫn chưa anh em? Chị Đại nha. Nếu coi theo dõi like cho chị Đại nha. Chị Đại làm món chả trứng gà với trứng cá chép siêu ngon nha anh em. Đó, chị Đại đó, thấy chị Đại chưa? Đó, nhìn mặt chị Đại nha. Đó, chị Đại đang làm mà chị Đại đi mím 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 nhìn thấy chưa? Đó, thấy chị Đại chưa? Chị Đại đang làm món đó, chị Đại đang làm những cái đó. Chị Đại làm món cá chép lấy trứng của nó đổ chả với trứng gà xay lên, công thức làm chắc là siêu ngon anh em, mình chưa thấy nhìn thấy là ngon là vàng. Đó. Cái trứng cá chép xay này thấy nha. Nhìn chưa? Nó chị Đại không này, này. Chị Đại đẹp gái không này. Nhà bếp trưởng. Đó, chị Đại là thì học hỏi nha, có gì gọi điện cho chị là chị Đại hướng dẫn làm món trứng cá chết nha. Sao nữa nó ái ái là cuối cùng sao đây là anh em coi chị trở qua thử có vàng như anh em coi này, đó có nguyên luôn một bánh đây. Chị Đại phải làm hai lần hai mỹ cho chị Đại, làm một mỹ gì dày chín không biết, chín đi chín đảm bảo chín luôn, chín mới đỡ rồi chứ không chín làm sao chở được. Nhỏ là cái loại là chín luôn. Thôi mình tạm dừng video nha anh em, đồ cái món này thấy không, chị Đại làm không đó, tròn giống ổ bánh mì quá ha anh em. Giống độ cao bánh mì luôn anh em. Rồi, trứng cá chép độ xay lên rồi bỏ trứng vào đánh lên bỏ gia vị hết nha anh em, siêu ngon luôn. Thôi mình tạm biệt video thôi nha anh em.